おはよう。Thế nào là ánh mắt lửa đạn?
Đừng buồn em nha, từ hôm nay đã có anh là nha. Hai đêm nghe với những bản tình ca, la 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 la. Gặp em anh như thằng điên, cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn vì đã đến bên. Đây đúng là vị sữa tươi mà Kiều thích rồi. Rất là thanh, rất là gọi là mát á, nhưng mà không có cái vị ngán mà cái vị mà thì ra hồi nhỏ mình uống sữa mình cũng kén lắm. Uống sữa nào mà phải có vị thanh thanh mát mát mà không ngán là mới thích. Còn vị nào mà đậm quá và không biết mọi người có bị cảm giác không, là nghe mùi sữa đậm quá mình cũng không thích á. 10 điểm cho sữa tươi. Bây giờ là phần quan trọng. Trân châu đường hổ, hãy đến với Gil nào. Outside, oh, we did everything right. Now I'm on the outside.
Let's go.